Chào các bạn đã quay trở lại với channel Invest và Travel Jason. À, hôm nay là ngày cuối cùng trước khi Christmas bắt đầu vào thứ hai. Hy vọng các bạn đã có một ngày trading gặp nhiều may mắn. Thị trường hôm nay như dự đoán cũng đã không có dao động nhiều. Vào cuối giờ thì hôm nay thị trường lại đi xuống, kết thúc một ngày không có thay đổi gì cho thị trường hôm nay cả. Và trước khi đi vào chủ đề của video hôm nay, nếu các bạn nào muốn đăng ký học với Jason vào tuần sau, không phải tuần này vì tuần này là holiday thì các bạn có thể ghi danh ở số phone trong video cũng như là các bạn có thể vào trang web của Jason, jasonlaytrading com để biết thêm chi tiết về lớp học. Và trong video hôm nay Jason muốn trả lời một câu hỏi từ một số bạn học sinh đã hỏi mình. Có nên mua theo các nhà đầu tư lớn trên thị trường hay không? Chẳng hạn như khi những người như là Warren Buffett, um, Cathie Wood, nếu người ta mua cổ phiếu nào đó mình có nên mua theo hay không? thật sự mà nói khi những người đó người ta mua cổ phiếu thì cái thông tin mà người ta mua cổ phiếu thì các bạn sẽ nhận được những thông tin đó chậm sau khi người ta đã mua hơn nữa chỉ có một hai nhà đầu tư thì chưa chắc đã làm cho cổ phiếu thay đổi và nó cũng tùy vào cổ phiếu chẳng hạn như hôm nay có tin tức là ông Warren Buffett mua một số lượng lớn của cổ phiếu Occidental Petroleum thì cổ phiếu cũng không có gì thay đổi ngày hôm nay cả cho nên các bạn phải tùy vào cái cổ phiếu mà người đó mua Uh, có những người mua cổ phiếu số lượng lớn vì cổ phiếu đó nó trả dividend đôi lúc khi những nhà đầu tư lớn người ta mua cổ phiếu đó khi người ta có lời người ta lại bán liền lập tức trước khi mình biết là người ta bán cho nên không phải lúc nào những nhà đầu tư lớn hay là hay còn gọi những người này là tướng lóng là những cái cá mập khi những tay cá mập này người ta mua số lượng lớn thì cổ phiếu có đi lên hay không nó tùy vào thời điểm đôi lúc những tay cá mập này người ta pump là người ta đồn thổi lên một cổ phiếu nào đó người ta mua vào thì lúc này cổ phiếu sẽ được tăng lên vì bao nhiêu người sẽ đổ tiền mua theo còn khi người ta mua theo chu kỳ này cố định nào đó thì chưa chắc cổ phiếu đây lên đôi lúc nó còn đi xuống vì bên cạnh những, những cái mập đó còn những cái mập khác người ta lại bán những cổ phiếu đó ra mà các bạn không hề biết cho nên các bạn phải nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi các bạn mua theo một cá nhân nào đó thế chúc các bạn đầu tư luôn gặp nhiều may mắn và chúc các bạn có một cái mùa lễ giáng sinh thật là an lành bên gia đình và người thân của các bạn cảm ơn các bạn hẹn gặp lại các bạn vào video lần sau